Em cho phép anh được ở bên em nhé. Anh có muốn cùng em chăm sóc Nam không? Cảm ơn bác sĩ Như nha. Không có gì. Anh ăn uống ngon miệng chứ? Ngon miệng cái gì? Tôi bị bệnh á, mà tôi phải úp mì gói để ăn đó. Còn mỗi tô cháo Vi nấu thằng Bách ấy vậy. À, hôm nay Nam xuất viện hả? Cháo Vi nấu á? Ừ. Sao vậy? Anh Phương, anh xuống phòng em một lát. Em có mấy chuyện muốn hỏi anh. Ừ. Tôi đi đây. Cháu mình để ở cửa, đi ra thì phải thấy chứ. Nam, nghe chú dặn nè, nhớ về nhà phải uống nhiều nước, đặc biệt là không để cơ thể bị nhiễm lạnh nghe chưa? Ông ạ, con chào chú nhớ ra nhà con chơi nhiều nha. Rồi, chú biết rồi. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Cảm ơn em. Mà chuyện hôm trước, anh vẫn chưa trả lời em đâu. Anh có muốn cùng em chăm sóc Nam không? Em tưởng là chỉ đi ăn bình thường thôi mà. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em sơ ý quá, lại chưa chuẩn bị được quà. Thôi, bữa ngày hôm nay em mời. Anh làm vì em à? Vì em á? Nhưng mà tại sao? Anh không quan tâm việc mình là người đầu tiên hay người thứ hai, người thứ ba. Nhưng nếu là anh tin mình sẽ là người cuối cùng. Em cho phép anh được ở bên em nhé. Anh có muốn cùng em chăm sóc Nam không? Em cũng muốn thử, cho mình thêm một cơ hội. Cảm ơn em. Anh sao thế? Tim anh đang đập thình thịch đấy này. Vậy thì chúng ta chuẩn bị đi Mỹ nhá. Anh cũng đi ạ? Anh đi học cái gì ạ? Em tưởng là anh đã có bằng tiến sĩ rồi cơ mà. Ừ. Thầy giáo hướng dẫn của anh có mở bệnh viện bên đó và có mời anh qua làm việc. Bằng cấp cũng như CV của anh hoàn toàn phù hợp. Vậy em tưởng anh để em qua đó một mình à? Anh dùng bữa đi. Mời em.
phim Tình Trạng Đã Ly Hôn, sản xuất bởi Viettel Media.